Từ nay đến mùng 10 âm, thần tài ban lộc, ba con giáp trúng số cực đậm, đổi đời giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước qua 3 ngày Tết đầu năm và chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị gì cái nguồn lực để chuẩn bị bước vào cái năm mới 2024 với những cái cầu mong may mắn tài lộc đến với chúng ta. Và một trong những cái thời điểm may mắn tài lộc đó là ngày vía thần tài. Một cái ngày mà mọi người đều là gì cầu mong là gặp được nhiều cái may mắn. Đặc biệt không chỉ những người làm kinh doanh buôn bán mới quan tâm đến cái ngày vía thần tài. Hầu như ai cũng muốn là cầu tài lộc cho bản thân mình và những người thân trong gia đình. Ngày vía thần tài được thực hiện vào cái ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Mọi người sẽ mua vàng từ sáng sớm, cầu mong cái may mắn, cầu mong cái tài lộc đến với mình. Đó. Giúp cho cả năm được may mắn, bình an, phát tài phát lộc. Sự nghiệp thì được thuận buồm xuôi gió, được thăng quan tiến chức. Thế nhưng, các chuyên gia tử vi học cũng có dự báo rằng đấy, từ nay đến ngày mùng 10 âm lịch thì có 3 con giáp dù không đi mua vàng cũng được rất nhiều cái may mắn khi mà họ được thần tài chiếu cố, thần may mắn gọi tên. Cuộc sống của họ cũng phất lên như diều gặp gió, khó ai sánh bằng. Đã là trong cái thời gian từ nay đến vía thần tài lại còn được thần may mắn ban lộc, thần tài gọi tên, thực sự quả là may mắn không gì sánh bằng, đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp đó là ba con giáp nào, vì sao họ lại gặp được những cái may mắn và thành công đến như vậy trong cái thời gian từ nay đến ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên từ nay đến ngày mùng 10 tháng Giêng đó chính là những người tuổi Mùi. Kính thưa quý vị, nói chung những người tuổi Mùi trong khoảng thời gian từ nay đến rằm tháng Giêng thì có thể nói là có một cái khoảng thời gian cực kỳ may mắn đấy. Đặc biệt trên phương diện sự nghiệp thì những người tuổi Mùi có thể là gì thể hiện được các điểm mạnh của mình trong công việc, nên là có thể gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh, chạm tay vào cái cơ hội và được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn. Bên cạnh đó, nói chung là trong năm 2024 lại còn được cái cát tinh là chính ấn và chính quan nó phù trợ, nó sẽ đặc biệt tốt cho những người tuổi Mùi đi theo con đường công danh sự nghiệp. Các bạn vốn là những người chính trực, có tinh thần trách nhiệm cao, nên một khi được giao cho cái nhiệm vụ gì là sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng. Tất nhiên ấy, trong quá trình làm việc không tránh khỏi những cái va vấp, những cái khó khăn. Xong các bạn cũng nghĩ đến cái việc là không bao giờ bỏ cuộc đó. Tinh thần quyết tâm và tích cực không những giúp cho những người tuổi Mùi đạt được cái mục tiêu xa hơn đấy, hoặc là gì mà còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh cũng đạt được mục tiêu của mình. Hơn nữa lại thêm cái cát tinh thiên đức nó hỗ trợ trong cái năm 2024 ấy, nó cũng báo hiệu cho thấy từ nay đến ngày mùng 10 âm lịch thì các bạn sẽ gì được quý nhân thần tài chỉ ra cho các bạn một cái hướng đi phù hợp hơn để vượt qua nghịch cảnh, vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 âm lịch thì cũng đem tới cho các bạn những cái cơ hội được cất nhắc lên một cái vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với cái năng lực của những người tuổi Mùi. Đấy. Khi mà các bạn được cấp trên hoặc là đồng nghiệp đề bạt ấy, hay là tiến cử ấy, thì các bạn hãy cứ tự tin đứng lên nhận lấy những cái gì mà xứng đáng thuộc về mình. Cố gắng làm việc tốt hơn để đem lại cái lợi ích cho tập thể chính là cái cách để báo đáp mọi người xung quanh một cách đúng đắn nhất. Thêm nữa, trong khoảng thời gian từ nay đến mùng 10 âm lịch, với những người mới chập chững bước vào một công việc mới hoặc là gì một cái môi trường làm việc mới, nhờ chịu tác động tích cực của cái sao thiếu âm mà các bạn luôn duy trì được cái tinh thần lạc quan, tích cực, tự tin nói lên những cái suy nghĩ của mình, những cái quan điểm mới mẻ của các bạn cũng sẽ giúp gây ấn tượng với mọi người xung quanh, giúp cho tập thể có thể tìm ra được cái hướng đi mới phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Nhìn chung ấy, cái khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 âm lịch thì bản mệnh hãy dũng cảm làm những cái điều mà mình cho là đúng. Chỉ cần các bạn có lòng quyết tâm ấy, thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ các bạn mà thôi. Hơn nữa, cái thời điểm này thì tiểu nhân cũng lùi bước. Các bạn cũng không cần phải là quá đề phòng mọi người xung quanh. Ai đến với bạn cũng là những người có thiện ý. Các bạn sẽ phát triển cực kỳ là nhanh chóng trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, trong cái môi trường nào. Cốt là những người tuổi Mùi ấy, không dễ dàng thỏa mãn với những cái gì mà mình đạt được và ngủ quên trên chiến thắng. Vì thế, để cho công việc hanh thông, tài lộc vượng tiến và mang lại cái may mắn, tài lộc, tiền bạc cho những người tuổi Mùi ấy,
thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, tăng cường vượng vận nhân duyên, giúp gì hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Mùi. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, bên cạnh là cái công việc, cái sự nghiệp được quý nhân tương trợ giúp đỡ và các cát tinh nó chiếu mệnh, thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi ấy, thì nói chung cũng không có nhiều cái biến động quá lớn, có mạnh nhưng mà bền vững và tích lũy ổn định trong cái năm 2024, đặc biệt là trong khoảng từ nay đến ngày mùng 10 Tết. Đó. Dù các bạn làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, làm công, làm tư hay làm chủ, hoặc là giữ những vị trí gì đó, chỉ cần các bạn bỏ công sức ra lao động là sẽ nhận được những thành quả xứng đáng thuộc về mình. Với những người làm công ăn lương ấy, thì được gì chính ấn và thiên ấn nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nó cho thấy các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Mà như vậy thì các bạn cũng chắc chắn nhận được không ít tiền thưởng nóng bỏ vào túi. Hoặc là gì, những tiền hoa hồng. Cấp trên cũng sẵn sàng tưởng thưởng cho bạn những cái điều mà xứng đáng nhất thuộc về những người tuổi Mùi, dễ có cơ hội được tăng lương thăng chức. Nếu mà tin tưởng vào bản thân và những cái gì mình đã gặt hái được cho tập thể, thì các bạn cũng có thể mạnh dạn chủ động đề bạt cái mong muốn của mình được tăng lương, tăng thưởng, hoặc là những cái mong muốn của mình trong công việc được đề xuất. Cái khả năng phê duyệt cũng sẽ rất là cao. Không ai mà lại không muốn giữ một người tài giỏi, giỏi giang như những người tuổi Mùi trong thời gian này. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì cái cát tinh thiên đức nó cũng sẽ giúp cho các bạn gì giải quyết nhiều những khó khăn mà quý vị gặp phải trên con đường công danh sự nghiệp, trên con đường làm giàu của mình. Quý nhân sẽ luôn xuất hiện những cái lúc mà các bạn gì cần nhất, cứu thoát cho các bạn khỏi những cái bản thua trông thấy. Con giáp này còn cởi mở, tốt tính nên là cũng sẽ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Các bạn không những là tìm ra những cái đối tác phù hợp cùng chung cái chí hướng với mình, mà còn gì được những người khác giới thiệu cho những cái mối làm ăn đầy triển vọng. Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 Tết là cái thời điểm thích hợp để các bạn ký kết hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh làm ăn, hiện thực hóa các kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Chỉ cần các bạn gì chấp nhận vất vả, bôn ba một chút thì mọi chuyện gì đã gì đi vào đúng cái quỹ đạo, đồng tiền sẽ nhanh chóng chảy vào túi các bạn nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này những người làm lãnh đạo thì giữ được cái đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh và nhạy bén, dễ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem về cái lợi ích cho tập thể. Nói chung ấy, các bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mình mà còn làm giàu cho những người tin tưởng và đi theo mình nữa. Khi mà đồng tiền dư giả trong túi, cát tinh thiếu âm nó khuyên các bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chỉ cần các bạn có lòng tốt giúp đỡ những người khác một cách không toan tính, đến một lúc nào đó thì các bạn cũng sẽ nhận được những lời giúp đỡ của những người xung quanh. Thậm chí trong quá trình làm từ thiện thì các bạn cũng có những cơ hội kết nối được với quý nhân hoặc là với những người, với những đối tác, đấy, đối tác đầy triển vọng lớn đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên từ nay đến mùng 10 âm lịch. Đó. Tiếp theo, từ nay đến ngày vía thần tài, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Tỵ. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 âm lịch thì sự nghiệp của những người tuổi Tỵ nói chung ấy tuy có phần kiếm sắc hơn so với cái năm 2023, nhưng mà xét về tổng thể thì nó vẫn là bình ổn, không bị bi đát. Cái điểm báo tử vi nó cũng dự báo sẽ có một chút sóng gió trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà bản mệnh cũng đừng quá lo lắng hay là sợ hãi, vì sau cái sóng gió chắc chắn sẽ có những cái cơ hội rất lớn để phát triển cái sự nghiệp của mình. Cả cái thách thức và cái cơ hội sẽ song hành trong cái quá trình phát triển cái sự nghiệp
của những người tuổi Tỵ đấy, trong thời gian tới. Một số người có thể gặp phải những cái nút thắt trong công việc mà cần phải nỗ lực nhiều hơn để có thể vượt qua. Tuy nhiên, cái sự giúp đỡ của các cát tinh như là Thiên Hỷ và Thiếu Dương ấy, nó cũng sẽ mang đến cho những người tuổi Tỵ những cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân dìu dắt, sớm vượt qua được những cái khúc mắc khó khăn này. Nói chung ấy, trong cái thời điểm từ nay đến ngày mùng 10 âm lịch thì những người tuổi Tỵ sẽ có thể là gì? Cần phải tiếp nhận một số cái hạng mục, một số cái nội dung công việc hoàn toàn mới. Quý vị phải nghiêm túc học hỏi, có thể dành thời gian để đọc thêm những cái kiến thức liên quan. Cái điều này nó cũng sẽ giúp cho các bạn nâng cao cái chuyên môn, mở rộng cái tầm nhìn đấy, góp phần phát triển cái nghề nghiệp trong tương lai được ổn định hơn. Thêm nữa, trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tỵ lại được cái sao Thiên Ấn nó trợ giúp, nó cũng gì nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái thái độ chủ động trong công việc. Khi mà được trao cho những cái cơ hội tham gia vào những cái dự án quan trọng, những cái đóng góp một cách là chủ động của những người tuổi Tỵ có thể sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, từ đó sẽ nhận được nhiều cái sự quan tâm hơn, có nhiều cái cơ hội được thăng lương tăng thưởng hơn. Một vấn đề không kém phần quan trọng trong thời gian này đó là gì? Những người tuổi Tỵ cần phải cư xử các mối quan hệ trong công việc một cách là cẩn thận và duy trì cái thái độ ôn hòa để tránh bị kẻ tiểu nhân cản trở cái sự thăng tiến của mình. Thêm nữa, trong cái khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 Tết thì cái áp lực công việc là cái điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó thì còn có nhiều cái sự cạnh tranh về chức vụ, về quyền lợi hoặc là vì lợi ích cá nhân trong cái tập thể. Vậy nên những người tuổi Tỵ cũng cần phải là gì? Có một cái sự đề phòng cần thiết. Quý vị hãy chú ý đến các mối quan hệ tại nơi làm việc, cố gắng là gì hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì cái bầu không khí làm việc được lành mạnh, yên bình. Đặc biệt là đối với những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 và những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 ấy, thì đây là cái thời điểm vàng để các bạn phát triển cái sự nghiệp. Quý vị nên chú ý nắm bắt được cái cơ hội và thể hiện cái bản năng của mình một cách thật tốt, thì rất có thể các bạn sẽ có một cái bước tiến lớn mạnh hơn đấy, và vươn đến cái tầm cao mới trong tương lai. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được có thể là khá là khả quan, nhưng các bạn cũng nên giữ cái thái độ khiêm tốn, dĩ hòa vi quý. Khi mà quá tự mãn hay là khoe khoang về cái địa vị cao có thể khơi dậy cái sự ganh ghét, cái sự đố kỵ của tiểu nhân, dẫn đến cái việc là gì ngã từ trên xuống đấy. Nó không tốt cho cái sự nghiệp của những người tuổi Tỵ sau này. Vì vậy, những người tuổi Tỵ cần phải luôn duy trì cái phong cách làm việc khiêm tốn, tuân thủ cái nguyên tắc biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Bên cạnh những cái thuận lợi, cũng không thể không nhắc đến những cái tác động từ những hung tinh đấy. Cái thiên không nó cũng sẽ khiến cho cái tâm tính của những người tuổi Tỵ trở nên bất thường hơn, suy nghĩ dễ bị bế tắc, tự mình làm khó mình. Những cái biến cố nho nhỏ có thể khiến cho bản mệnh thêm cái phần thăng trầm. Vì vậy, những người tuổi Tỵ vẫn phải dựa vào cái sự nỗ lực của mình là chính, chăm chỉ từng bước. Chỉ có như vậy thì quý vị mới dễ dàng gặt hái được những cái thành công. Đối với doanh nhân, đối với những người làm ăn kinh doanh, đối với công việc kinh doanh ấy, thì nói chung là cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải hết sức chú ý đến cái chi tiết khi mà ký kết hợp đồng, văn bản để không bị người khác cài bẫy, dẫn đến là tranh chấp về sau. Để công việc làm ăn thêm thuận lợi, thường ngày các bạn nên tích cực xây dựng cái danh tiếng tốt, vun vén các mối quan hệ hợp tác đấy. Nhưng mà gì cũng gì không quên chăm sóc đấy tới cái mối quan hệ cũ. Dù có thách thức hay là sóng gió nó ập đến, chỉ cần những người tuổi Tỵ kiềm chế cái cảm xúc, giữ bình tĩnh trước những cái thử thách trong cuộc sống và nỗ lực tìm kiếm những cái cơ hội tốt để phát triển, thì vẫn sẽ tìm ra cái hướng đi cho riêng mình trong năm 2024 ấy. Vẫn sẽ tìm ra được cái may mắn tài lộc trong cái ngày vía thần tài này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, bên cạnh cái công việc nó cũng khá là hanh thông đấy, thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tỵ trong cái thời gian này nói chung ấy cũng được dự đoán là có thăng có trầm, vẫn sẽ có không ít cái cơ hội để cho những người tuổi Tỵ làm giàu
đấy, làm giàu cái túi tiền của mình trong cái thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng Giêng. Nhưng mà vẫn tồn tại không ít những rủi ro, nó vẫn còn tiềm ẩn khiến cho các bạn phải mất một khoản không hề nhỏ. Nói về những thuận lợi trước thì những người tuổi Tỵ có cái cơ hội đón thêm nhiều cái nguồn thu nhập mới. Những cái khoản thu nhập này có thể đến từ những khoản đầu tư, tiền lãi, tiền cổ phiếu hoặc là gì, từ các quỹ đầu tư nào đó. Các bạn có thể sẽ được giúp đỡ hay là được mách nước cho những cái thông tin quý giá. Tuy nhiên, do cái vận may của các bạn khá yếu nên là vẫn cần phải thận trọng hơn trong cái việc đầu tư, nhất là khi tham gia vào các lĩnh vực hoàn toàn mới, xa lạ với các bạn. Với những người làm công ăn lương thì duy trì được cái chất lượng công việc ổn định cũng sẽ giúp gì bảo đảm cái thu nhập được đều đặn. Khi mà các bạn làm tốt, thể hiện tốt cái bản thân ấy một cách xuất sắc thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm một khoản từ những cái khoản thưởng, khoản hoa hồng hoặc là cái tiền phụ cấp. Tuy nhiên, trong năm 2024 ấy, thì các bạn cũng được khuyên là gì cố gắng không đặt mục tiêu quá lớn vào cái việc kinh doanh hoặc là gì về cái việc đầu tư đấy. Bởi vì ngay cả khi mà các bạn bỏ ra nhiều công sức thì tiền bạc ở trong cái giai đoạn đầu các bạn vẫn sẽ gặp đôi chút những khó khăn, những vất vả và khó có thể thu được những cái lợi nhuận như mong muốn ở cái giai đoạn sau này. Thậm chí là có người xui xẻo còn mất hết cả tiền gốc lẫn tiền lãi, thì đây chắc chắn không phải là cái kết quả mà các bạn muốn nhìn thấy. Với những người làm kinh doanh buôn bán, do ảnh hưởng của sao xấu nó chiếu mệnh, con đường kiếm tiền của các bạn cũng đôi khi cũng hơi gập ghềnh một chút đó. Nói chung ấy, cái lợi nhuận nó có phần là tụt giảm đấy, nếu mà không vì đối thủ cạnh tranh gay gắt thì cũng do bởi thị trường nó có biến động khó lường khiến cho đôi khi các bạn trở tay không kịp. Đặc biệt những người tuổi Tỵ thiếu kinh nghiệm quản lý về tài chính có thể dễ bị tổn thất nghiêm trọng trong việc đầu tư kinh doanh không đúng cách. Đặc biệt trong thời gian này các bạn phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền thay vì cái hy vọng làm giàu sau một đêm hay là mơ những cái giấc mơ viển vông xa vời, thì các bạn nên trân trọng những cái thành quả lao động của mình, phát triển cái thói quen tiêu dùng thật tốt, giảm thiểu những khoản chi tiêu không cần thiết để có thể tích lũy được nhiều của cải hơn. Thì ngoài ra những người tuổi Tỵ cũng đừng mù quáng bước chân vào những cái lĩnh vực mới trong cái thời gian này, vì cái điều này sẽ mang lại những rủi ro lớn cho các bạn, thậm chí là có thể rơi vào cái cạm bẫy mà kẻ xấu, kẻ lừa đảo đã giăng ra. Nếu mà trong tay có nhiều tiền thì có thể gửi tiết kiệm ngân hàng, lãi suất tuy thấp nhưng mà gì nó rất là an toàn. Phương pháp này sẽ không gây ra những cái tổn thất bất kỳ nào cho quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể là đầu tư vàng, đầu tư bất động sản, vân vân đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba từ nay đến ngày mùng 10 âm lịch, không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng Giêng ấy, những người tuổi Sửu thì được nhiều cái sao tốt nó chiếu mệnh, nó chủ về công danh sự nghiệp đó. Được cái chính ấn và cái chính quan nó hậu thuẫn, cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Sửu có những cái cơ hội phát triển nhất định trong cái thời gian này. Tuy nhiên cái vận khí nó còn nhiều cái biến động, có cục diện tương phá nó ảnh hưởng, nên là nó vẫn còn có một vài cái thử thách khiến cho gia chủ gì không được chủ quan. Trong tập thể, những người tuổi Sửu sẽ thể hiện cái tinh thần trách nhiệm và cái năng lực lãnh đạo, điều hành cái đội nhóm và được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Bản tính chăm chỉ cũng được phát huy, đồng thời cái sự xuất hiện của một số cái cơ hội và cái tác nhân tiềm tàng cũng sẽ tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, do cái bản tính thận trọng của mình ấy, nên là đôi khi những người tuổi Sửu sẽ tỏ ra quá cứng đầu, thiếu đi cái sự linh hoạt, nên có thể sẽ khiến mọi người bị chậm trễ, thậm chí là đôi khi gì bỏ lỡ mất những cái cơ hội quý giá. Do đó, những người tuổi Sửu cần phải điều chỉnh lại cái thái độ của mình sao cho đúng đắn, linh hoạt khi mà ứng phó với những cái thay đổi trong công việc. Đặc biệt trong cái thời gian này, từ nay đến ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày Vía Thần Tài, thì những người tuổi Sửu sẽ được nhắc nhở nên chú ý đấy, xử lý các mối quan hệ sao cho nó hài hòa, duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh tranh chấp và xung đột với những người khác là cái điều cần ưu tiên hàng đầu.
Chỉ có tinh thần đồng đội thì mới có thể là giúp các bạn đạt được những cái thành tích lớn lao nhiều hơn nữa trong công việc. Bên cạnh thuận lợi thì vẫn còn không ít những khó khăn, những trắc trở nó chào đón những người tuổi Sửu. Nhìn chung ấy, cơ hội thăng tiến vẫn chưa có nhiều. Dù các bạn đã cố gắng đưa ra những kế hoạch cụ thể, cũng có những cái thành quả đáng nể, nhưng mà vẫn chưa thực sự được đột phá. Càng về sau thì con giáp này lại càng có xu hướng cố chấp, bảo thủ. Cái tư tưởng có phần là gì? Cũ kỹ, không bắt kịp cái thay đổi nhanh chóng của cái hoàn cảnh, nên là khó có thể thực hiện hóa được cái mục tiêu của bản thân. Đồng thời, có cái hung tinh tương phá, nó cũng sẽ gây ra không ít cái bất lợi, cái rắc rối. Quý vị cần đề phòng tiểu nhân có những cái hành động thọc kệ bánh xe hay là gièm pha về những cái công việc của mình. Những cái lúc như vậy ấy, nếu mà trạng thái tinh thần không đủ vững thì rất dễ dẫn đến cái suy nghĩ tiêu cực, gia tăng thêm cái sự bế tắc, thậm chí là căng thẳng quá mức còn dẫn đến cái stress trầm cảm. Trong cái thời gian này ấy, thì các bạn sẽ được nhắc nhở nên tránh xa những cái tranh chấp, những cái thị phi một cách tối đa với đồng nghiệp, với cấp trên. Đừng có ganh đua hay là để thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hậm hĩnh. Dù có muốn nêu quan điểm hay là góp ý với người khác thì các bạn cũng nên lựa chọn những cái ngôn từ phù hợp. Đừng để gây ấn tượng xấu hay là ấn tượng gay gắt hay là mỉa mai phê phán với người ta. Nếu mà công việc hiện tại của các bạn thực sự không còn chỗ để phát triển thì bạn có thể có một cái kế hoạch thay đổi công việc. Các bạn có thể xem xét tìm kiếm những cơ hội mới. Tuy nhiên, nhảy việc đòi hỏi một cái sự dũng cảm và cái quyết tâm, cũng như là gì, cái khả năng nắm bắt lại, bắt đầu lại từ đầu ấy. Quý vị hãy chuẩn bị đầy đủ, bao gồm là gì, những cái sơ yếu lý lịch, cái kỹ năng, cũng như là chuẩn bị các cuộc phỏng vấn và tìm những cái công ty phù hợp với cái năng lực của mình để mà triển khai. Trong công việc, mặc dù ban đầu có thể gặp một số cái khó khăn, nhưng mà nhờ sự chăm chỉ, kiên trì, các bạn có thể tìm được những công việc mới phù hợp và bắt đầu gì, một chặng đường phát triển mới trong sự nghiệp của mình. Với những người tuổi Sửu mà muốn khởi nghiệp trong thời gian này ấy, thì nói chung ấy, đây là một cái thời gian mà quý vị đáng để thử sức ấy. Nhưng mà hãy nhớ rằng đừng có chạy theo cái xu hướng một cách mù quáng. Các bạn phải nghiên cứu và lập kế hoạch thị trường một cách đầy đủ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cho mình trong những cái tình huống bất lợi nhất, thậm chí là thất bại, để đạt được những kết quả tốt hơn. Nếu không quá bức thiết thì các bạn nên ổn định công việc hiện tại trước, đảm bảo cái thu nhập đều đặn và phát triển cái sự nghiệp. Chờ cái cơ hội tốt rồi mới tính đến cái khả năng khởi nghiệp. Với những người đang tham gia bán hàng hay là gì, bắt đầu cái công việc kinh doanh ấy, thì các bạn nên tuân thủ pháp luật một cách là chuẩn chỉ. Các bạn có thể là tìm kiếm những cái cơ hội mới, những cách làm mới, nhưng mà không có ý nghĩa là phá vỡ được những nguyên tắc vốn có của nó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong thời gian này, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ý, bên cạnh cái công việc nó gặp khá là khó khăn, trắc trở, thì cái vận trình tài lộc gia chủ cũng phải đối mặt với cái ảnh hưởng của cục diện tương phá và một vài hung tinh. Nó nên là gì? Về mặt tài lộc và tiền bạc ấy, nó có nguy cơ tổn thất cũng khá là lớn. Đó. Một vài cái điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện. Đó. Trong thời gian này thì nói chung nữ giới có phần may mắn về tài lộc hơn nam giới, nhờ có sao thái âm nó che chở. Đối với những người tuổi Sửu ấy, làm công ăn lương, làm công việc cố định ấy, thì cái thu nhập hàng tháng tương đối là ổn định. Có thể có người còn kiếm được một số cái công việc bán thời gian, hoặc là gì, cái cơ hội kiếm tiền khác. Cái thành tích tốt trong công việc cũng sẽ mang lại cho các bạn cái thu nhập được tăng trưởng ổn định, và có thể là gì, thu được thêm những cái lợi nhuận về tài chính. Tuy nhiên, trong cái năm đặc biệt này thì các bạn cũng nên ưu tiên công việc của bản thân và không ngừng nâng cao cái năng lực, cái kỹ năng chuyên môn của mình. Tốt hơn là ôm đồm quá nhiều việc, phân tán sức lực cho quá nhiều cái việc cùng một lúc. Quý vị cũng đừng mù quáng tìm cách tăng thêm thu nhập, mà hãy gì, tập trung vào phát triển cái con đường sự nghiệp của mình. Đối với những người tuổi Sửu ấy, đang làm trong cái công việc kinh doanh buôn bán, thì nên thận trọng khi mà mở rộng cái quy mô kinh doanh của mình trong thời gian này, do không được nhiều sao tốt nó phù hộ. Vậy nên quý vị không nên mở rộng quy mô một cách vội vàng và ồ ạt.
Trong cái thời gian này thì nói chung ấy có nhiều cái sóng gió, các bạn cũng cần phải đánh giá cẩn thận cái rủi ro, cái cơ hội, tránh mạo hiểm và đầu tư một cách là quá nóng vội. Những người tuổi Sửu hãy luôn dành thời gian tìm hiểu để nắm bắt được những cái thay đổi của thị trường, duy trì cái sự linh hoạt và luôn theo dõi cái nhu cầu của khách hàng cũng như là cái xu hướng của cái ngành mà mình đang theo đuổi. Nếu có thể định vị được cái thị trường chính xác và đưa ra được những chiến lược kinh doanh hợp lý, các bạn có thể duy trì được cái sự ổn định trong cái thị trường đầy tính cạnh tranh như hiện nay và đạt được cái nền tảng cho cái sự phát triển của bản thân trong tương lai. Phong cách cẩn thận và vững vàng sẵn có sẽ giúp cho những người tuổi Sửu tránh được những cái tổn thất không đáng có trong công việc đấy. Nhưng đồng thời cũng để có thể bỏ lỡ đi những cái cơ hội đầu tư vì quá bảo thủ. Hơn nữa, thiếu cái sự nhạy bén về tài lộc, kinh nghiệm quản lý tài chính còn yếu là những cái yếu tố khiến cho những người tuổi Sửu không có được cái nguồn tiền bạc như mong muốn trong cái thời gian này. Bản mệnh có thể là gì? Được người quen giới thiệu cho những cơ hội hợp tác làm ăn, nhưng cái sự phán đoán có phần là chủ quan của bản thân ấy, dễ khiến cho các bạn đầu tư một cách mù quáng sai lầm, hoặc là gì, bị tính toán sai lệch, thậm chí là còn dễ bị lừa lọc nữa. Do đó, khi đối mặt với những cái khoản đầu tư do người thân, bạn bè giới thiệu, thì những người tuổi Sửu vẫn cần phải đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ các dự án sinh lời, tránh hành động một cách hấp tấp hay là tin người quá dễ dàng. Càng không nên tin theo những cái lời đề nghị hay là hứa hẹn của những người khác. Tuy nhiên, những người tuổi Sửu cũng không cần phải quá lo lắng, bởi các bạn sẽ được cái sự trợ giúp của nhiều cái sao như là phúc đức, đúng không? Nó chiếu mệnh. Vậy nên là nói chung ấy, trong năm 2024 ấy, đặc biệt vào trong từ cái khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 Tết, thì mỗi khi gặp khó khăn thì đều có thể là gì, biến hung thành cát. Nếu mà rèn luyện được bản lĩnh, nâng cao được cái năng lực, thì những người tuổi Sửu hoàn toàn có thể giải quyết cái vấn đề không tốn quá nhiều công sức. Bên cạnh đó, đối với cái việc hợp tác làm ăn kinh doanh buôn bán, thì các bạn cũng nên cẩn thận lựa chọn những cái đối tác hay là những cái dự án mà mình tham gia, tránh để mất tiền oan, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân do những hiểu lầm, những tranh chấp. Còn đối với các doanh nhân, khi mà ký kết hợp đồng thì quý vị nên đọc kỹ cái nội dung của hợp đồng để hiểu rõ hơn về cái trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên liên quan, tránh những cái thiệt hại do tranh chấp ở trong cái hợp đồng. Ngoài ra ấy, những người tuổi Sửu cũng nên thận trọng hơn trong cái việc quản lý tài chính, tránh tiêu dùng hay đầu tư quá mức để đảm bảo ổn định cái nền kinh tế của mình. Đấy. Vì thế, để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, vậy là trong khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 âm lịch, tức là ngày Vía Thần Tài, ấy, chúng ta sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, đấy, được quý nhân tương trợ, thần tài giúp đỡ. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Mùi, 2. Tuổi Tỵ, 3. Tuổi Sửu. Đây là 3 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái thời gian từ nay đến ngày mùng 10 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.